Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, ở tiết kể chuyện hôm nay, chúng ta cùng nhau thực hành nhìn tranh và kể câu chuyện Ai cũng có ích. Các em lắng nghe cô kể mẫu nhé. Trong khu rừng nọ, các con vật đều bận rộn. Hằng ngày, chim gõ kiến, gõ gõ, đục đục, chữa bệnh cho cây. Khỉ con thì đu từ cây này sang cây khác, giật những dây leo chằng chịt xuống để cây không vướng víu. Sóc con vùi những hạt thông xuống lớp đất mềm, chờ mưa đến, những cây thông non sẽ vươn lên. Chỉ có voi con là chẳng biết làm gì. Một hôm, voi bị cành cây khô trên mặt đất vướng vào chân. Nó liền dùng chiếc mũi dài của mình cuốn cành cây lên, vứt ra xa, rồi hứng hở bảo các bạn: "Tớ phát hiện ra mình có chiếc mũi." Các bạn đều cười: "Sao bây giờ bạn mới biết mình có mũi?" "Ý tớ là bây giờ mới biết mũi tớ rất có ích, thật tuyệt." Từ đó, voi dùng chiếc mũi của mình dọn sạch những cành cây khô rụng ngang dọc trong rừng, tạo ra rất nhiều chỗ trống cho sóc trồng cây. Không lâu sau, từ những chỗ đất trống mọc lên nhiều mầm cây xanh tốt. Theo sách 100 truyện ngụ ngôn hay nhất. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các em nhé. Bên cạnh đó, các em cũng có thể truy cập vào fanpage Tiểu học Channel và để lại lời nhắn, đề xuất những câu chuyện, những bài học mà các em muốn được xem trên kênh Tiểu học Channel. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.